Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Những câu chuyện thú vị thường ngày của cậu nhóc thiên tài Kiteresu và robot hậu động Korosuke đã quay trở lại rồi đây. Tuổi thơ của chúng ta chắc hẳn đều xem qua ít nhất 3 đến 4 bộ phim siêu nhân rồi đúng không nào? Nhìn những anh hùng mang sức mạnh đặc biệt với sứ mệnh giải cứu thế giới, phải nói là ngầu không chỗ chê. Chính mình ngày xưa cũng có ước mơ nhỏ nhoi được ngầu như thế. Cơ mà giấc mơ thì vẫn chỉ là giấc mơ, nếu nó không thành hiện thực thì chúng ta có thể sống ảo. Korosuke cũng vậy, với sự giúp đỡ của Kiteresu, cậu bạn đã thành công thực hiện ước mơ đó, dù có hơi mạo hiểm một chút. Cụ thể thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé! À, tập phim còn có câu chuyện tình yêu thú vị của anh Benzo và khám phá thành phố tí hon đấy. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng vào lớp thôi! Tập phim Nón quên nỗi buồn. Kiteresu và Korosuke đang trên đường tới nhà Miyoko ăn bánh kem thì vô tình va phải anh Benzo, khiến kính của anh rơi ra ngoài. Mắt của anh cận khá nặng nên không có kính thì không thể thấy gì cả. Hỏi ra mới biết hôm nay hẹn hò với chị Yuki, anh đã đến trễ do ngủ quên. Sau khi thức dậy, anh hớt hải rửa mặt thì vô tình làm rơi kính. Mò mãi không thấy, anh quyết định không tìm nữa mà nhanh chóng chạy tới chỗ hẹn. Nhìn từ xa, anh thấy cô gái đang ngồi một mình, cứ tưởng là chị Yuki, anh bèn tiến sát lại để nhìn cho kỹ. Tình cờ khi này chị Yuki cũng tới và thấy cảnh người yêu mình dí sát mặt vào người con gái khác, ai mà chẳng ghen lồng ghen lộn lên, thế nên chị đã tức giận bỏ về. Anh Benzo rất muốn giải thích nhưng chẳng thể liên lạc được cho chị. Hết cách, để vượt qua nỗi đau này, anh bèn nhờ Kite chế tạo cho mình một cái máy có thể quên ký ức về chị Yuki. Trở về nhà, Kite tìm trong cuốn từ điển và phát hiện có cách chế tạo bảo bối đó. Sau một đêm miệt mài, cậu đã hoàn thành nón quên nỗi buồn. Đúng lúc đó có tiếng của bố vang lên dưới nhà. Hôm nay bố chơi gôn bị thua nên đang rất bực bội. Kite bẩn đội mũ lên đầu bố, tức thì ông liền vui trở lại. Những ký ức buồn đã được lưu vào ống tròn này, khi dùng xong thì lấy nó ra để lắp cái khác là dùng được cho những lần tiếp theo. Koro và Kite lên đường tới chỗ anh Benzo. Đi được một đoạn, thấy Gorilla đang dở thói côn đồ, Kite bèn sử dụng chiếc mũ khiến cậu ta quên sạch chuyện mình định làm. Đến công viên, cả hai thấy anh Benzo đang vò đầu bứt tóc vì không thể quên được chị Yuki. Sau khi đội nón quên nỗi buồn, anh lập tức tươi tỉnh trở lại, quên luôn cả người mình yêu là ai. Cùng lúc đó, chị Yuki cũng chạy tới hỏi về anh Benzo. Sáng nay chị mới nhớ ra là hôm đó anh ấy không đeo kính như mọi khi nên muốn gặp để xin lỗi. Ngay vậy, Kite bèn khôi phục lại trí nhớ cho anh Benzo nhưng lại nhầm sang lõi ký ức của bố và Gorilla. Hai con người kia lại tiếp tục đuổi nhau, Kite ném chiếc mũ về phía anh Benzo nhưng lại chật sang chị Yuki khiến chị mất luôn ký ức. Thấy bạn mình đụng đầu hư đấy, Korosuke bèn giật lại chiếc mũ để tự làm. Thế nhưng ông báo này lại bất cẩn, dẫm phải một chiếc lon khiến mũ rơi trúng đầu một con chó. Nó liền đứng dậy bằng hai chân và nói hết tấm chân tình của mình với chị Yuki, dù ra người ngoài nghe thì toàn là tiếng sủa. Vừa thấy chị đi tới, nó lập tức đuổi theo. Anh Benzo ngang qua thấy một cô gái đẹp bị chó rượt, liền đứng ra ngăn chặn. Cũng nhờ vậy, tuy không nhớ gì về nhau, nhưng cả hai lại có ấn tượng rất tốt với đối phương. Hai người sau đó ngồi tâm sự một hồi, càng nói càng thấy hợp nhau và rồi cứ thế cặp đôi trẻ yêu lại từ đầu. Khi này Korosuke mới nhớ tới cuộc hẹn với Miyoko, bị cho leo cây suốt mấy tiếng đồng hồ, cô nàng tức giận đập luôn chiếc nón của Kite xuống đất, cho chừa cái tội lo sáng chế mấy món tào lao mà quên hẹn với crush. Tập phim Khỉ đột Gorilla, quái vật vũ trụ. Trên TV đang chiếu tập phim Dũng sĩ người máy đánh bại con quái vật khổng lồ. Korosuke xem xong thì vô cùng phấn khích, không ngừng cảm thán Dũng sĩ người máy chính là niềm tự hào của robot như cậu. Những cảm xúc đó đều được Kiteresu dùng máy quay ghi lại hết cả. Cậu ta đang làm thí nghiệm cho việc quay phim điện ảnh. Cái máy cậu đang cầm là đèn mộng mơ, giúp quay lại giấc mơ và sự ảo tưởng rồi phát ra cho mọi người xem. Nói rồi Kite liền chiếu đoạn phim lúc nãy cho Koro thưởng thức. Trên màn hình là cảnh robot hậu đậu trong hình dạng khổng lồ đang điên cuồng đập phá mọi thứ. Để tạo ra những thước phim chân thực đó, trước tiên Kite đã quay khung cảnh thành phố từ trên tầng cao trường học, sau đó quay đám khói bốc lên khi mẹ nướng cá và vẻ mặt thích thú của Korosuke khi xem phim là hoàn thành. Nghe vậy, Korosuke liền đòi được đóng vai siêu nhân trong một bộ phim điện ảnh. Thế là Kite bèn lên kịch bản về cuộc chiến giữa dũng sĩ người máy với tên quái vật ngoài hành tinh. Cảnh đầu tiên là hình ảnh chiếc đĩa bay tiếp cận trái đất. Korosuke khi này cũng đã biến hình thành một người máy trông rất gì và này nọ, cơ mà do cồng kềnh quá nên đành nhét hết vào túi, lúc nào cần thì mới lôi ra mặc. Chuyển đến một ngôi đền, cả hai hẹn Miyoko đến quay những phân đoạn tiếp theo. Bất thình lình cô nàng trong tạo hình nữ siêu nhân xuất hiện từ đằng sau. Đúng là ai cũng đều có ước mơ trở thành một siêu nhân giải cứu thế giới nhỉ? Cơ mà nhân vật chính là Korosuke rồi, còn vai của Miyoko là một cô gái bị quái vật vũ trụ bắt cóc. Vậy thì chán quá đi. Korosuke bèn nói, nhân vật xinh đẹp thế này thì chỉ có Miyoko là hợp. Thế là cô nàng liền quay xe 180 độ, nhận vai mà không ý kiến ý cò gì nữa. Bắt đầu là cảnh cô vừa đi bộ, vừa ngắm bầu trời và bất ngờ sợ hãi khi thấy quái vật. Nhưng do không có đạo cụ nên Miyoko không thể tự nhiên mà sợ hãi được. Chuyện gì khó có Koro lo, ông cháu bèn đưa con sâu gión ra trước mặt khiến cô nàng hoảng hốt, hét toáng lên. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tiếp đến là cảnh khóc, vẫn phải dùng đến đạo cụ là con sâu mới khiến cô vào vai như thật. Sau khi hoàn tất cảnh quay của Miyoko, hai bạn đến rủ Gorilla đi đóng phim. Mấy vai quái vật thì còn ai hợp hơn cậu ta nữa, nhưng mà đời nào khỉ đồ chịu đóng vai phản diện chứ.
Khi đến điểm hẹn, Gorilla đã tự chuẩn bị trang phục siêu anh hùng ngầu như bồn cầu. Giờ thì đành phải tùy cơ ứng biến vậy. Kite bảo Gorilla nhảy ra từ đống lốp xe. Tuy không hiểu, nhưng cậu ta vẫn làm theo cho đúng kịch bản. Sau đó nắm lấy con búp bê. Nhìn thấy cảnh này, đám bạn xung quanh liền cười nhạo. Khỉ đô thường ngày hổ báo nay lại chơi búp bê. Gorilla cay cú đuổi theo, dạy cho bọn họ một trận. Kite cũng tranh thủ ghi lại cảnh này. Korosuke kịp thời chạy ra ngăn cản và nhờ luôn đám bạn giúp quay cảnh đại chiến vũ trụ. Cuối cùng là Khỉ đột ăn cơm ngon lành sau trận chiến dài. Đúng lúc đó, robot hậu đậu mặc trang phục dũng sĩ lao tới tấn công. Gorilla không phân biệt phim hay thật, đuổi theo cho Koro một trận trước rồi tính sau. Trải qua thời gian hậu kỳ, bộ phim cũng đã chính thức hoàn thành. Đến ngày công chiếu, mọi người xếp hàng đông dữ dội. Gorilla thấy thế cũng vào xem thành quả của mình. Mạch phim vẫn diễn ra rất mượt, cho đến khi Gorilla trong vai quái vật xuất hiện bắt Miyoko và tấn công mọi người. Kết phim, khi quái vật chuẩn bị ăn thịt Miyoko thì dũng sĩ người máy kịp thời xuất hiện và hạ đo ván hắn. Nhận ra mình bị lừa, Khỉ đột nóng máu đuổi theo hai ông tướng kia để tính sổ. Đụng đến ai không đụng, lại đụng trúng tên mập thì chuyến này cả hai ăn hành no đòn rồi. Tập phim khám phá thành phố tí hon. Mở đầu tập phim, mẹ đang ngồi tính toán mấy khoản chi tiêu thì thấy trên tầng liên tục phát ra tiếng động ồn ào. Hóa ra là Korosuke đang tập luyện kiếm đạo. Mẹ lại tiến tới hỏi Kiteretsu, ồn ào như vậy mà cũng để yên được sao? Thế nhưng một khi ông cháu tập trung thì có dùng loa cậu ta cũng chẳng nghe thấy gì. Hết cách, mẹ bèn bảo Koro đi ra ngoài mà luyện tập. Cậu đành phải tới nhà Miyoko để luyện ké, nhưng cô nàng cũng chẳng khá khẩm hơn. Do chơi đàn violin ồn quá nên cô bị mẹ đuổi ra chỗ khác. Vậy là cả hai lại chuyển sang công viên. Đến nơi thì thấy đám Gorilla đang buồn rầu đứng ngoài cửa. Hỏi ra mới biết học sinh trung học đang tổ chức bóng chày bên trong nên công viên tạm thời ngừng hoạt động. Những người khác đều gặp phải tình trạng tương tự. Ước gì Kiteretsu có thể chế tạo ra một phát minh giúp mọi người có không gian riêng tư, làm điều mình thích thì tốt biết mấy. Không phụ sự kỳ vọng, vừa mới nghe Koro nói là cậu đã quyết định chế tạo ra một thành phố riêng cho mọi người. Xin giới thiệu, cánh cửa thu nhỏ. Chỉ cần đi qua nó thì mọi người sẽ trở nên nhỏ bé, không gian xung quanh vì thế cũng sẽ to hơn gấp nhiều lần. Như vậy thì có thể tạo nên một thành phố như ý muốn rồi. Sau đó cả hai nhanh chóng dùng bìa giấy và mấy vật dụng thủ công để làm ra những căn nhà. Tiếp đến là dọn thật sạch sân vườn để không có một viên đá nào vì khi mình thu nhỏ thì nó trông sẽ rất lớn. Qua ít phút thi công, một nơi đầy đủ tiện nghi đáp ứng được tất cả yêu cầu chính thức được hoàn thành. Koro nhanh chóng rủ mọi người đến thành phố của mình. Sau khi bước qua cửa thu nhỏ, cả bọn liền chạy xung quanh và chọn cho mình một căn nhà ưng ý. Tất cả đều rất vui vẻ tận hưởng những giây phút thoải mái, thích làm gì thì làm. Tranh thủ lúc đó, Kite liền chèo thuyền dạo quanh hồ với Miyoko. Đang trong giây phút tình cảm lãng mạn, bất thình lình một con mèo xuất hiện tấn công mọi người. Cả bọn mau chóng chạy tới chỗ cánh cửa để về lại hình dáng cũ. Thế nhưng con mèo tinh danh đã đoán được ý đồ mà lao tới chặn trước cửa. Trong tình huống nguy cấp, Korosuke gọi mọi người mau lên tòa nhà cao tầng. Với độ cao này thì dám cá con mèo cũng không thể với tới đâu. Vừa nói xong nó đã đứng bằng hai chân, vồ lấy tòa nhà. May thay, một người đàn ông đi ngang qua ném mẩu thuốc lá trúng đuôi con mèo, khiến nó bỏ chạy, xong cũng vì vậy mà tòa nhà bằng giấy liền bắt lửa bốc cháy. Cả bọn không có lối thoát, chỉ biết ôm nhau khóc và phó mặc cho số phận. Đúng lúc này mẹ dùng vòi nước dập tắt đám lửa. Tất cả xúc động chạy tới rối rít cảm ơn mẹ Kite, riêng Gorilla còn hứa sẽ tặng một voucher giảm giá khi mẹ đến cửa hàng mua rau củ luôn. Và câu chuyện thú vị đó cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ lớp mình nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều tập phim thú vị hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!